Bây giờ các anh chị qua các anh chị làm giùm tôi cái điểm B và C. Ta sẽ làm tương tự như vậy với B và C. Các anh chị tìm ra điểm hòa vốn giữa B và C chứ. Chắc là tìm ra rồi phải không ạ? Này cũng 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 dễ thôi, phải không? Đó là giữa B và C đó, điểm hòa vốn nó là 2.500 sản phẩm. Ha. À, giờ mình tiếp tục. Ở công suất 800 á thì nên đặt ở A, xin lỗi, nên đặt ở B hay đặt ở C? Công suất 800. Nên đặt ở B hay ở C? À, nhỏ hơn đặt ở B. Nếu mà công suất là 2.500 thì tôi nên đặt ở đâu? Lúc đó tôi sẽ đặt ở công suất 2.500. 2.500. Thì lúc đó tôi sẽ đặt ở C, công suất lớn hơn điểm hòa vốn thì tôi sẽ, xin lỗi, 2.700 ha, 2.700 tôi sẽ đặt ở C. Đây là cái dạng bài mà tính điểm hòa vốn ha. Nó như vậy. Rồi. Chúng ta qua cái qua một cái dạng bài khác. Các anh chị thử tính giùm tôi coi cái địa điểm nào trong bốn cái địa trong tám địa điểm này là tốt nhất để đặt tổng kho. Bài đó qua làm rồi rồi. Phải làm lại hôm nay. Làm lại coi, làm lại coi nè. Làm lại mà đừng nhìn vào cái bài hôm qua. Ha. Nhắc lại các anh chị nào mà hôm qua không không kịp theo dõi. Không kịp theo dõi thì ta sẽ ai ta lấy cái khoảng cách đến nhà máy ta nhân với lại số lượng yêu cầu. Ha. Nhân nhân hàng ngang vậy. Cứ mỗi một địa điểm mình nhân ngang qua 150 nhân 250, 310 nhân 210 vân vân cho tới 903 nhân 200, tất cả bao nhiêu mình cộng cái tổng nó lại, cộng cái tổng nó lại, tổng đó mình sẽ lấy chia cho cái tổng này, tức là mình cũng sẽ cộng cái này lại, cộng các cái này lại, 250 cộng 210 cộng 200 vân vân cho đến cộng 200. À, lấy cái này làm cái số số chia. Sau khi mà mình đã làm tổng cái tích này rồi. À. Các anh chị sẽ tìm ra cái đáp số là 485,92 ha. Thì lúc đó ta sẽ đặt vào cái địa điểm này. Tại vì cái giá trị đó nó gần với 480. 485 mình tìm ra gần 480. Và hơn nữa là cái số lượng yêu cầu của điểm này nó cao. Nên là làm đại lý ở đây thì đỡ phải chở cái số này đi. Đỡ không cần phải chuyên chở thêm số lượng này. Từ kho, từ nhà máy đưa thẳng về đây thì mình đỡ được cái đỡ phải chở cái 280 này. Ha. Đấy là cái đồ một chiều. Bây giờ chúng ta chuyển qua cái một cái bài nữa mà tôi hai chiều để tôi sẵn nhắc luôn để các anh chị làm, các anh chị hôm qua không kịp theo dõi đó, các anh chị có thể là cái tọa độ hai chiều á là nó cũng giống như là tọa độ một chiều. À, tuy nhiên là có một cái là như vậy, là trong bài tọa độ hai chiều thì mình sẽ phải giải quyết hai lần. Mình sẽ phải giải quyết hai lần. Mình sẽ phải giải quyết hai lần.
Lần thứ nhất là mình tính theo cái tọa độ theo trục y, trục x, và lần thứ hai là mình tính theo tính tọa độ theo trục y. Thì lúc đó mình sẽ dựa vào cái đáp số, mình xem cái tọa độ nào nó gần đó nhất thì mình cho nó chọn lại điểm đó. Và lưu ý đừng có quên cái số lượng yêu cầu hàng năm của cái địa điểm đó, phải không? Để chúng ta cái bài toán này chúng ta sẽ lưu ý cái điểm đó. Bây giờ chúng ta nghỉ giải lao một chút xíu các anh chị ha, chừng 15 phút nữa chúng ta sẽ quay lại, ta sẽ tiếp tục. Em mời các anh chị nghỉ. Ta qua cái phần mới này ha. Một số cái câu hỏi mẫu để sau này đi ra làm bài trắc nghiệm á, ta có thể ta sẽ đỡ lúng túng, không có bỡ ngỡ. Khi đề thi á, ta sẽ ra cái dạng là như vậy, ta hỏi như vậy. Thì các anh chị với cái đáp án này, hai cơ sở tương thích với nhau, kinh doanh tương thích với nhau, có địa điểm gần nhau, thì nó sẽ ảnh hưởng đến việc gia tăng doanh số theo hai yếu tố. Một là lượng khách hàng hoán chuyển giữa họ với nhau. Hai là tổng của những tỷ lệ mua sắm có dụng đích. Mua sắm có dụng đích tức là để nó gọi là đối nghịch với lại mua sắm phát khởi. Là vì các anh chị đi ngang qua cái phà Mỹ Thuận, thấy không? Hồi xưa có cái phà Mỹ Thuận, đi ngang qua phà Mỹ Thuận, các anh chị thấy có bán trái cây, các anh chị dừng ở đó, các anh chị mua, đó là mua sắm phát khởi, là không 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 có dụng đích. Ngược lại, ngày ngày mai nhà mình có đám có tiệc thì ngày hôm nay mình phải đi ra mua trái cây để mà chuẩn bị cho ngày mai làm đám làm tiệc, thì cái đó là mua sắm có dụng đích. Để mình phân biệt giữa hai cái đó. Tóm lại, khi mà hai cơ sở kinh doanh tương thích với nhau, có điểm gần nhau, thì việc doanh số của nó sẽ gia tăng, bị ảnh hưởng cái việc gia tăng hay không gia tăng, nó bị ảnh hưởng bởi hai yếu tố. Một là lượng khách hàng hoán chuyển giữa hai cửa hàng với nhau, giữa hai cơ sở kinh doanh đó với nhau. Hai là ảnh hưởng bởi tổng của những tỷ lệ mua sắm có dụng đích. À, như vậy trong câu này mình sẽ phải đánh vào đáp án tất cả đều đúng. Là cái gì ha? Đó. Câu kế tiếp. Thầy ơi, câu này có trong cái phần bài tập ôn tập đó thầy. Bài tập đáp án sao thầy, đưa đáp án B thầy. Hai hai cái ý này là đúng. Khách hàng hoán chuyển của họ với nhau và tổng của những tỷ lệ mua sắm có dụng đích. Đây là hai cái yếu tố sẽ ảnh hưởng đến việc gia tăng doanh số của hai cái đáp án. Các anh chị tham khảo thôi, tại vì có lẽ là trong quá trình ta trộn mới đề lại đó, thì ta chưa kịp ta sửa cái đáp án lại. Anh chị ha. Đây. Ta tiếp tục qua cái câu số 2. Vậy là câu này là câu C là đúng không thầy? Ừ. Với cái đề đó như vậy, đúng như các anh chị lưu ý cho hai cái yếu tố mà ảnh hưởng, đó là lượng hoán chuyển giữa họ với nhau và tổng những tỷ lệ mua sắm có dụng đích. Đây là hai cái mình phải ghi nhớ. Còn cái này đó chỉ là gợi ý thôi, gợi ý thôi. Có thể là đề ta ra một dạng khác, ta đưa vào một câu thứ ba nữa, thấy không? Thì lúc đó mình đánh tất cả đều đúng thì là sẽ trở thành là sai. Các anh chị đồng ý không? Đấy, cho nên là tôi nhắc là nhớ hai cái ý này nè, chứ còn cái này chỉ là tương đối thôi ha. Đấy, nên ý, ý ý là vậy đó. À.
đừng 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 có quan tâm tới cái đáp án đúng hay sai này, mà quan tâm tới cái chỗ này này, à, chỗ tôi tô đậm này, à, cái đó là hai cái ý mà mình cần phải phải nhớ ha. Rồi. Cái phần này thì trong tài liệu cũng có rồi, bốn yếu tố ảnh hưởng tới cái tầm quan trọng của lĩnh vực dịch vụ. À, thời gian thư giãn, có thời gian thư giãn càng nhiều ta mới sử dụng dịch vụ, càng càng sử dụng dịch vụ như qua tôi đã nói. Phân phối của cải, công nghiệp, nếu mà của cải tập trung vào tay một số người thì sẽ không phát triển được dịch vụ, bởi vì là những cái đa số còn lại nó không có thu nhập để mà sử dụng dịch vụ, thì lúc đó dịch vụ không thể nào phát triển được. Thứ ba, điện số ăn theo. Điện số ăn theo ở đây là người lớn tuổi, người đã nghỉ hưu, người và trẻ em. Mà người lớn tuổi thì thường là phải có bệnh viện, mà họ nếu mà không bệnh viện thì họ có tiền thu nhập, họ sẽ là người sử dụng các cái dịch vụ như là giải trí, văn hóa, đi coi hát, rồi đi du lịch, à, đấy. Còn người chưa đi làm thì sẽ phải học tập, à, cũng phải có bệnh viện chữa bệnh cho họ, không vâng. Xã hội gia đình vẫn vào làm việc, đó đó là yếu tố thứ tư ảnh hưởng đến tầm quan trọng của lĩnh vực dịch vụ, tức là giúp cho dịch vụ phát triển hay không. Xã hội gia đình, cả vợ lẫn chồng đều đi làm việc, càng lớn thì cái nhu cầu sử dụng cái dịch vụ gia đình càng cao, càng có nhiều nhu cầu sử dụng dịch vụ gia đình. À, như vậy là bốn yếu tố này là bốn yếu tố ảnh hưởng đến tỷ trọng của dịch vụ trong một nền kinh tế. À, nếu mà dịch vụ không phát triển thì mình xem là xem trong bốn yếu tố này thiếu cái nào, thiếu cái nào nào. Và câu số 3, chọn địa điểm bán lẻ. Hai cái yếu tố này là đều là quan trọng. Một là thành phần khu vực buôn bán cũng quan trọng, vùng bao phủ cũng quan trọng, chỗ đậu xe cũng quan trọng, mà lộ trình xe buýt, xe lửa cũng quan trọng. Nhưng quan trọng nhất đó là vùng bao phủ. Nếu mà sắp thứ tự thì cái vùng bao phủ này phải là cái mối ưu tiên hàng đầu, bởi vì nó là quan trọng nhất. Phải 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 mình xem coi cái khu vực buôn bán nó có bao phủ được cái cộng đồng dân cư hay không. Chúng ta ở đây chúng ta có cái khái niệm gọi là khái niệm đường vô tư ha. Thì có thể là các chị coi tài liệu thì có. Ví dụ như tôi có hai khu vực dân cư, tôi có hai khu vực dân cư, tôi sẽ vẽ lên đây. Tôi có hai khu vực dân cư. Khu vực dân cư thứ nhất tôi đặt tên là A. Khu vực dân cư thứ hai có quy mô lớn hơn, tôi vẽ đại diện bằng một cái hình lớn hơn, có tên là B. Thế thì về cái trong cái bao phủ của dịch vụ buôn bán á, thì người ta có đề cập cái khái niệm gọi là khái niệm đường vô tư. Khái niệm đường vô tư. Em đường vô tư. Đường vô tư nó diễn đạt như thế nào? Tức là giả sử như là tôi có ba cái đường tưởng tượng. Tôi có ba cái đường tưởng tượng. Một cái đường mà nó nằm ở chính giữa hai điểm. À, một cái đường thứ hai nó xích về phía khu vực có quy mô dân cư nhỏ, và đường thứ ba nó xích về phía cái khu vực có quy mô dân cư lớn. Thì người ta hỏi là nếu mà giả sử đây là các con đường, tôi đặt địa điểm kinh doanh ở đâu
thì vừa thu hút được dân cư khách hàng ở khu vực A, đồng thời khách hàng ở khu vực B. Nếu mà tôi trả lời được thì đó chính là tôi đã tìm ra được cái gọi là đường vô tư. Đường vô tư có nghĩa là gì? Đường vô tư là cái đường mà nếu tôi đặt cơ sở dịch vụ ở đó, nếu tôi đặt cơ sở dịch vụ ở đó thì đồng thời thu hút được cả khách hàng ở khu vực A lẫn khu vực B. Thế thì người ta có công thức, người ta tính, người ta có công thức, người ta tính để mà tìm ra cái địa điểm, cái đường đường nào đường vô tư. Đường nào đường vô tư thì ở đây chúng ta sẽ không đi sâu vào cái chi tiết đó, nhưng mà nếu mà có ba cái đường như vậy đó thì chúng ta nhớ một cách hình tượng đó. Mà cho nó là cái đường vô tư đó nó sẽ nằm ở gần cái phía mà có quy mô dân cư nhỏ, đây chính là đường vô tư. À, chính là đường vô tư. Cái đường mà ở gần cái khu vực quy mô dân cư nhỏ. Các anh chị nhớ như vậy thôi. Đường vô tư ở đây trong cái hình vẽ này, đường vô tư là đường A. Đường vô tư là đường A. Đường vô tư chính là cái đường ở A ha. À, trở lại cái bài của mình. Khi mà lựa chọn thiết kế, tôi sẽ phải xem xét tính khả thi. Cái này trong tài liệu các anh chị cũng đã có rồi. Thì tất cả các yếu tố này đều là phải quan tâm hết. À, đều cần phải chú ý để mà xét cái tính khả thi. Xem coi nó khả thi hay không thì phải tính đến chi phí. Tại vì chi phí như ta thấy là quyết định cái lợi, cái phương án kinh doanh nó có sống nổi hay không. Công nghệ nó cũng quyết định, bởi vì là có thay thế được hay không. Công nghệ rất là tốt ở cái thời điểm đó, nhưng mà ta đừng quên có một cái lúc nào đó phải bảo trì, mà cái người mà bảo trì đó ở cách đó vài ngàn cây số thì mình lại phải chờ người ta qua ta bảo trì, thì rất là khổ. Không có cái công nghệ, nó không có sự thay thế thì rất là kẹt cho mình quá trình cung cấp dịch vụ của mình ha. Các vấn đề cung ứng cũng quan trọng, cung ứng ha.
chi phí nó cũng ảnh đồ ảnh hưởng đến chi phí, như ta xem cho các bài toán vừa rồi tiếp vận ha. Vật chất vậy, cái cơ sở vật chất là mình nhắm vào khách hàng thương gia mà mình lại tiết kiệm trong cái hình thức trình bày thì khó lòng bán được ha. Nên là lựa chọn thiết kế thì ta phải xét đến tất cả các yếu tố này: chi phí, công nghệ, cung ứng, tiếp vận, vật chất. Tất cả các chi phí này đều phải xét hết để mà xem cái mức độ khả thi của nó coi nó đến đâu. Chi phí, công nghệ, cung ứng, tiếp vận vật chất. Tiếp tục. Cái này hôm qua nãy ta làm rồi, sáng ta làm rồi ha. Tất cả những câu này ta đều đã, tôi không trở lại nữa. Rồi, câu số 10, quy trình sử dụng quy trình dịch vụ chuyên nghiệp. Ở đây trong cái này nó có hai cái ý đúng. Một là sử dụng nhân lực đáp ứng yêu cầu, tức là có chất lượng cao. À, nhân lực đó không chỉ là có cái khả năng về chuyên môn mà còn có khả năng tư vấn. Trước hết là cái khả năng giao tiếp, rồi tới lấy khả năng tư vấn. À, tư vấn về dịch vụ cho khách hàng. Đấy, cho nên là nhân lực ở đây là phải nhân lực có chất lượng cao. Cái ý tứ thứ hai để mà xây dựng một quy trình dịch vụ chuyên nghiệp đó là có thể điều chỉnh được. Có thể điều chỉnh được. Đây là hai cái yếu tố giúp cho mình xây dựng một cái quy trình dịch vụ chuyên nghiệp. Một là nhân lực chất lượng phù hợp, à, mà nói thẳng ra là cao á, bởi vì vừa có chuyên môn vừa phải có cái khả năng mà giao tiếp, tư vấn cho khách hàng. Cái thứ hai, yếu tố thứ hai giúp xây dựng một quy trình dịch vụ chuyên nghiệp đó là cái tính có thể điều chỉnh, có khả năng điều chỉnh sao cho thích hợp với nhu cầu của từng khách hàng. Thì như vậy ta sẽ xây dựng một cái dịch vụ gọi là chuyên nghiệp. Hai cái yếu tố đó. Quy trình dịch vụ chuyên nghiệp thể hiện rõ nét hai yếu tố. Một là sử dụng nhân sự giao tiếp là thành phần cốt lõi của việc tạo ra dịch vụ, có nghĩa là nhân lực phải có chất lượng cao. Cái hai là cái quy trình đó phải điều chỉnh, có khả năng điều chỉnh, có thể điều chỉnh được chứ không phải là cái quy trình. Ví dụ như là xe buýt thì không phải là quy trình dịch vụ chuyên nghiệp được, tại vì anh không thể nào anh điều chỉnh một cái lộ trình xe buýt theo ý của khách, không thể là dừng lại theo cái ý của khách được ha. Thế như vậy là không, xe buýt là không thể nào xây dựng cái dịch vụ chuyên nghiệp được ha. Mà xe buýt nó nhằm cung cấp số lượng lớn ha. Qua câu kế tiếp, bài này ta qua ta làm rồi: kim mộc thủy hỏa thổ ha. Tuy nhiên là bài này nó có một số câu hỏi, cái dạng câu hỏi như sau. Cái lộ trình mình tìm ra thì mình sẽ đánh dấu vào đây ha. Cái tổng khoảng cách mình cũng sẽ chọn trong này. Hôm qua mình tính là 181, giả sử như đề này thì sẽ đánh vào đây ha. Riêng cái câu này đó nó còn có một cái còn một cái ý nữa mà chúng ta phải đề cập. Thì cái bài toán vừa rồi đó, bài toán mà kim mộc thủy hỏa thổ đó, nó sẽ có yêu cầu mình là tìm cái đáp án trong cái câu số 26. Các anh chị thấy câu số 26 rồi ha. 26. Câu số 26. Yếu tố nào bỏ qua? Yếu tố nào bỏ qua? Đó chính là yếu tố
ưu tiên hoặc là tình huống đặc biệt của khách hàng. Đây là yếu tố ta bỏ qua. Trong bài toán người du mại, chúng ta chỉ tính đến khoảng cách di chuyển nhỏ nhất. Trong bài toán người du mại, ta tính sao cho cái chi phí đi lại là thấp nhất. Nhưng mà mình không tính đến ưu tiên của khách hàng, không tính đến tình huống đặc biệt của khách hàng. Ví dụ như là khách hàng có một cái máy duy nhất thôi, nếu mà cứ theo lịch đó, thì phải là cuối đợt mới tới tới phiên anh ta. Tuy nhiên là anh ta chỉ có cái máy duy nhất mà anh ta cần, thì mình sẽ phải ưu tiên làm cho họ cái tình huống đặc biệt của họ như vậy ha. Đấy là cái bài toán người du mại, thì ta chú ý thêm nó có một cái dạng câu hỏi như vậy nữa. Đây là một cái dạng câu hỏi bổ sung cho cái bài toán người du mại. Đây là một cái dạng bài khác. Đây là cái dạng khác. Câu vừa rồi đó, nó nhắc anh chị cái ý, một ý thôi. Một ý là trong bài toán người du mại, yếu tố nào là người ta không tính đến. À, mình có tính đến khoảng cách ngắn nhất, mình có tính đến chi phí thấp nhất, tại vì khoảng cách ngắn nhất tức là đồng nghĩa với lại việc mà giúp là giảm chi phí đi lại mà. Đấy. Nhưng mình không tính đến ưu tiên cho khách hàng hay là tình huống đặc biệt của khách hàng. À, không tính không quan tâm tới ưu tiên cho khách hàng và tình huống đặc biệt khách hàng. Ta trở lại cái bài mấy cái câu của trong cái trường câu số 12 này ta sẽ đánh vào, đây không phải là bài điểm hòa vốn, không phải là phân tích tương quan, mà đây là cái bài toán người du mại. À, còn cái lộ trình này thì mình tìm tùy thôi, mình tìm và mình chọn cho đúng, nhìn nhìn cho đúng với tên đó. Là có tổng khoảng cách cũng vậy. Tổng khoảng cách thì tôi xin nhắc anh chị là đừng có quên cộng cái đoạn cuối cùng từ cái điểm thứ năm hay từ điểm cuối cùng trở về văn phòng. Tại vì nhiều lần thi thấy các anh chị tính tổng đoạn đường, chỉ tính tới cái điểm cuối cùng thôi, không tính cái phần mà từ cái điểm cuối cùng trở về văn phòng. Cái đó là nó phi lý ha. Đi, ta lập luận nó đâu có chịu vậy. Đi đi thì anh phải tính luôn cả cái đường mà trở về điểm xuất phát chứ ha. Mình đi công tác cũng vậy thôi, đâu có thể nào mà tính tiền công tác tới đó thôi, tới cái điểm công tác thôi, không tính tiền trở về, tính tiền trở về nữa, là hai hai chiều mà đó. À,